Hội bạn thân Công Phượng toàn là cầu thủ hot đang đổ bộ sân bay Phú Quốc, đi ăn cưới thôi mà ngầu như sao hạng A. Những người anh em thân thiết nhất của Công Phượng ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt ở Phú Quốc. Đám cưới của Công Phượng và Viên Minh vẫn tiếp tục chiếm spotlight trên mạng xã hội. Sau đám cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, cặp đôi tiếp tục đến Phú Quốc để tổ chức tiệc mừng với bạn bè vào ngày 18 tháng 11. Chiều nay loạt cầu thủ siêu hot bao gồm Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương đã đổ bộ sân bay Phú Quốc. Các cầu thủ đều ăn mặc đơn giản đeo khẩu trang và di chuyển nhanh chóng để không gây ra quá nhiều sự chú ý gian cầu thủ ngoại binh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhờ ngoại hình nổi bật